Kính thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp xã hội không còn là khái niệm quá mới ở Việt Nam, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều người hiểu rõ về loại hình doanh nghiệp này. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái nhìn sâu hơn về sự phát triển của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin mời tới trường quay bà Phạm Kiều Oanh, là người sáng lập ra Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng hay còn gọi là CSIP. Vâng, cảm ơn bà đã đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và tuy nhiên, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhìn qua về sự phát triển của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam qua một đoạn băng ngắn sau đây. Năm 2009, Tổ chức Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng gọi tắt là CSIP đã lần đầu tiên triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội. Đó cũng là thời điểm thuật ngữ định nghĩa doanh nghiệp xã hội bắt đầu được biết đến tại Việt Nam. Trải qua gần 3 năm phát triển, CSIP đã trực tiếp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho 19 dự án doanh nghiệp xã hội, thay đổi cuộc sống của hơn 40.000 người thiệt thòi trong cộng đồng. Một số dự án xã hội đã được biết đến nhiều và tạo được chỗ đứng như dự án tủ sách nông thôn, dự án Lai Át, Tò He. Chương trình hỗ trợ của CSIP năm 2011 cũng đã được triển khai vào giữa năm nay và nhận được hơn 200 hồ sơ đăng ký tham dự. CSIP cũng đã cùng Hội đồng Anh Việt Nam thực hiện cuộc khảo sát nhỏ về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Qua đó ghi nhận có khoảng 200 doanh nghiệp xã hội đang hoạt động tại 25 tỉnh thành, trong đó 80% nằm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp xã hội chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Các doanh nghiệp xã hội đã tạo việc làm cho hơn 8.500 người, cải thiện đời sống cho 377.600 người. Doanh thu của doanh nghiệp xã hội hiện đang ở mức 255 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp một năm. Vâng, quay trở lại với trường quay ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bà Phạm Kiều Oanh. Vâng, thưa bà, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng đến với một đoạn băng có nói về những cái thực trạng của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay. Vậy trước tiên chúng tôi cũng muốn biết một điều, đó là lý do gì mà CSIP đã phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam để tổ chức cái cuộc khảo sát như thế này? Như các bạn đã biết là về khái niệm thì các doanh nghiệp xã hội là rất là mới ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế thì các doanh nghiệp xã hội đã và đang tồn tại ở rất là nhiều cái cấp độ khác nhau ở trên cả nước. Chính vì vậy mà để mà chúng tôi mong muốn là có thể có được cái thông tin ban đầu, thu thập được thông tin ban đầu về cái thực trạng tình hình doanh nghiệp xã hội hiện nay là như thế nào, từ đó có thể đưa ra những cái giải pháp và cái định hướng phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Chính vì vậy mà Hội đồng Anh kết hợp cùng với cả Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ cộng đồng CSIP và Trung tâm Spark đã thực hiện cái khảo sát đầu tiên về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong năm 2011 vừa qua. Vâng, vậy bà đánh giá như thế nào về cái kết quả thu được và bà cũng có điều gì làm cho bà ngạc nhiên không? Cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng là có rất nhiều cái chỉ số rất là lạc quan khi mà chúng ta nhìn vào cái những sự đóng góp về cả về mặt xã hội cũng như kinh tế mà doanh nghiệp xã hội đã mang lại. Ngoài những cái đóng góp về mặt kinh tế, số lượng về lợi nhuận hay là cái số mà lao động mà doanh nghiệp xã hội đã tạo việc làm, thì một cái điều rất là đáng lưu ý là trong số hơn 8.000 cái lao động mà được tạo việc làm trong một số trong gần 200 cái doanh nghiệp xã hội hiện nay được khảo sát, thì có đến 25% là doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ví dụ như là người khuyết tật, người có hát, hay là những cái đối tượng mà nếu như là đối với cả thị trường lao động thông thường thì họ rất là khó có điều kiện để tham gia cái cho hòa nhập cái cuộc sống của họ. Và con số rất là ấn tượng là gần 400.000 những cái con người cụ thể tại địa phương, những cái người đồng bào của mình đang gặp rất nhiều khó khăn thì đã được các doanh nghiệp xã hội chắp cánh cho họ và cũng như là tạo điều kiện cho họ có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp xã hội thời gian vừa qua đã có được những cái tác động rất là lớn cả về mặt xã hội và về mặt kinh tế. Vâng, được biết đến là một cái tổ chức đầu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp xã hội và cũng là tổ chức đi tiên phong trong việc định nghĩa và hình thành cái khái niệm doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Thì CSIP có hài lòng với tốc độ phát triển của loại hình doanh nghiệp mới này tại Việt Nam hay không? Là nếu như trước đây tính từ cái doanh nghiệp xã hội đầu tiên mà chúng tôi đến có thể là khảo sát được là năm 1973 thì cái tốc độ quy mô phát triển của doanh nghiệp xã hội trong 5 năm gần đây là tăng trưởng rất nhanh. Đa phần các doanh nghiệp xã hội là mới xuất hiện từ trong vòng từ 1 đến 5 năm gần đây. Và một điều cũng đáng rất là đáng ghi nhận nữa đó là càng ngày càng có nhiều những cái người trẻ tuổi, những cái doanh nhân rất là trẻ tuổi, rất là năng động, rất là sáng tạo, họ có đầy đủ những cái kiến thức và kinh nghiệm để mà họ, nhưng mà họ đã dấn thân mình vào một cái hành trình nó rất là mới mẻ như thế này. Đấy là những cái điều mà tôi thích nghĩ rằng là đó là cái tạo cho chúng tôi những cái niềm động viên và một cái niềm tin vào cái sự phát triển của doanh nghiệp xã hội trong nước. Bà có nói là bà có một cái niềm tin vào sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội trong nước, vậy cái niềm tin đó được dựa trên những cái thuận lợi như thế nào? Một cái điều mà
mà chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào, đó là sau 2 năm khi mà chúng tôi đưa cái thuật ngữ, cái khái niệm, cái cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội vào Việt Nam, vào mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống, từ trong lĩnh vực doanh nghiệp đến các lĩnh vực các tổ chức xã hội dân sự vân vân, thì chúng tôi có được cái sự phản hồi rất là tích cực từ cộng đồng. Rất là nhiều các anh các chị là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn đã tiếp nhận và đã chia sẻ rất là nhiều những niềm say mê và cái sự ủng hộ đối với cả doanh nghiệp xã hội cũng như là các tổ chức hiện nay đang phát triển phục vụ cho cộng đồng. Thì các anh các chị cũng rất mong muốn là để tiếp cận cái cách tiếp cận mới này để làm sao cho chúng ta có thể phục vụ cộng đồng cách tốt hơn và bền vững hơn cả về mặt tài chính nữa. Vâng, có thể nói là cái thuật ngữ về doanh nghiệp xã hội nó đã có ở Việt Nam trong khoảng 3 năm nay rồi đúng không ạ? Dạ. Vậy nhưng cái thực chất về hình thức doanh nghiệp này thì vẫn còn tồn tại có lẽ là lâu hơn nữa. Vâng. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai doanh nghiệp có thể coi là đi tiên phong trong cái loại hình phong trào doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam cũng như là những cái khó khăn mà họ đã phải gặp phải. Thành lập cách đây 15 năm, Trung tâm Sao Mai của bác sĩ Đỗ Thúy Lan có thể coi là nơi duy nhất tại Hà Nội tiếp nhận các bệnh nhân trẻ em mắc chứng tự kỷ hoặc khuyết tật trí tuệ. Chỉ từ một ý tưởng, Sao Mai giờ đã trở thành một doanh nghiệp xã hội thành công, tức là vừa có thể tự lập về tài chính, vừa theo sát được mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, cụ thể ở đây là giúp đỡ trẻ em khuyết tật trí tuệ. Y Đài biết rằng, để được như ngày hôm nay, Trung tâm Sao Mai của bác sĩ Lan đã trải qua rất nhiều khó khăn. Giáo viên thì chưa có đào tạo. Thế vì vậy rằng là tôi cũng phải nhờ đến các chuyên gia của Hà Lan, họ sang định kỳ là 1 năm 2 lần, mỗi lần độ khoảng 5 ngày đến 1 tuần thì họ giúp đỡ cho đào tạo để định hướng cho các giáo viên tôi biết làm việc đối với trẻ khuyết tật trí tuệ. Và cứ như thế từng bước thì chúng tôi cũng phát triển dần lên, ổn định dần lên. Lúc ban đầu thì các cháu đến học chỉ đóng một cái khoản tiền rất là nhỏ là tiền ăn và một chút là cái tiền để mà trả cho giáo viên. Và nói thật là lúc đó tôi phải bỏ tiền của bản thân tôi ra để trang trải cho cái hoạt động ban đầu 1 năm đầu. Cũng như Sao Mai, công ty Koto được coi là doanh nghiệp xã hội mẫu để nhiều người khác học theo. Koto hiện đang cung cấp chương trình đào tạo miễn phí cho trẻ em đường phố và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt là đến Koto, các em không chỉ học được nghề để nuôi sống bản thân, mà còn học được các kỹ năng sống cần thiết để sống tốt và giúp cho xã hội. Từ lúc thành lập Koto, anh Jimmy Phạm đã bỏ tiền túi để thực hiện ước mơ giúp đỡ trẻ em của mình. Vượt qua bao khó khăn, đến nay, Koto dù đã đứng vững trên đôi chân của mình và chứng tỏ là một mô hình doanh nghiệp xã hội thành công, nhưng vẫn còn không ít thách thức được đặt ra. Khó khăn nhất là cái sự ưu đãi, cái chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp xã hội, vì chúng tôi làm về hoạt động xã hội là chủ yếu và nó là phi lợi nhuận, thì cái khó khăn của chúng tôi là thuế và tất cả mấy cái gì mà bảo hiểm và tất cả mấy cái đấy là cũng là một cái sự chi phí nhất định mà chúng tôi phải chi, và đấy là cũng sự là nó hạn chế cái hoạt động của chúng tôi. Sao Mai và Koto có thể coi là những người tiên phong đi theo mô hình doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. So với những doanh nghiệp xã hội khác, có lẽ khó khăn, thách thức mà họ gặp phải lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà thành công của họ đạt được ngày hôm nay là tấm gương tốt để nhiều doanh nghiệp xã hội khác noi theo. Vâng, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhìn về hoạt động của một số doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam với những khó khăn mà họ đã chia sẻ, như là khó khăn về tiếp cận nguồn vốn này, về nhân lực hay là khó khăn về chính sách. Vậy theo bà trong đó thì đâu là cái khó khăn đáng kể nhất? Thực ra nói về vốn thì doanh nghiệp nào cũng khó khăn, cũng gặp khó khăn, đặc biệt những doanh nghiệp rất là nhỏ như là doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ ra là cái chìa khóa để giải quyết rất nhiều cái khó khăn đó là cái sự thừa nhận của nhà nước, sự thừa nhận của cộng đồng, của công chúng và cái chính sách có phù hợp cho doanh nghiệp xã hội. Hiện nay thì doanh nghiệp xã hội chưa được thừa nhận là một cái với cái định danh, với một cái nội hàm khái niệm nó cụ thể. Và chính vì vậy mà khi mà bản thân các doanh nghiệp xã hội khi mà làm việc với cả các cơ quan chức năng có liên quan thì cái bản chất xã hội của mình nó chưa được ghi nhận một cách đầy đủ. Mà đối với các cơ quan thuế chẳng hạn thì các doanh nghiệp xã hội hoàn toàn chỉ có thể được coi như là các doanh nghiệp nhỏ và rất là nhỏ thông thường thôi. Và như vậy thì các doanh nghiệp xã hội vẫn phải chịu những cái áp lực và những cái nghĩa vụ như là các doanh nghiệp khác. Trong khi đó thì bản thân cái bản chất của doanh nghiệp là để phục vụ xã hội, là để mang lại các dịch vụ công trong cộng đồng, và cái lợi nhuận mà các doanh nghiệp xã hội nếu có thể mang lại được thì đều quay trở lại để phục vụ cho cái nhóm đối tượng là những người khó khăn, chứ bản thân doanh nghiệp xã hội thì hầu hết là đều là phi lợi nhuận. Vâng, lúc nãy thì bà có nói đến cái việc là hầu hết họ đều chưa được công nhận. Vâng. Vậy thì
Với cái vấn đề này thì chúng ta đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để họ được công nhận những cái tổ chức như là doanh nghiệp xã hội hay là những cái tổ chức như là CSIF? Dạ, vâng. Thì nếu mà trước đây chúng ta nếu mà các doanh nghiệp xã hội cứ âm thầm nhỏ lẻ, cứ làm việc cách đây hàng từ mấy chục năm thì chắc là cũng sẽ có thể là một cái ngày nào đó, các phải 10, 20 năm nữa thì có thể là lúc đó họ cũng sẽ được nhìn nhận. Nhưng mà như vậy nó sẽ rất là lâu, nó rất là chậm, và như vậy thì nó cũng hạn chế cái đóng góp của doanh nghiệp xã hội đối với sự phát triển chung của đất nước. Chính vì vậy mà chúng tôi thiết nghĩ ra là những cái tổ chức như là CSIF có cái vai trò trung gian, vai trò giúp cho cộng đồng hiểu, kết nối, gắn kết để cho cộng đồng có thể hiểu hơn, các cơ quan nhà nước, chính phủ có thể biết rõ hơn những cái tác động, những cái hoạt động, những cái khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp xã hội đang gặp phải. Và từ đó mà chúng tôi cũng rất là mong muốn là các cơ quan có chức năng có thể xem xét, nghiên cứu xem xét và đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp xã hội trong thời gian tới. Đó là những cái điều mà CSIF rất mong muốn và các doanh nghiệp xã hội cũng đang rất mong muốn. Thế nhưng chúng ta cũng có thể nhìn lại cái thực tế là cái thời gian vừa qua trong cái 3 năm mà nói về trở lại đây về cái hoạt động của doanh nghiệp xã hội thì chúng ta cũng đã có những cái chính sách hỗ trợ, nhưng liệu 3 năm đó đã là đủ hay chưa, và liệu nó có đã đủ để có thể ban hành một chính sách nào đó cho cái khu doanh nghiệp? Vâng. Cái điều này thì để mà ban hành một cái chính sách của nhà nước thì chắc là nó cũng còn phải mất một cái thời gian nữa. Nhưng mà nếu như chúng ta không bắt đầu từ ngày hôm nay, chưa bắt đầu từ cái việc công nhận, từ cái việc nghiên cứu, từ đó mới có thể đưa ra cái chính sách, thì có lẽ là nó sẽ còn phải mất rất là lâu nữa. Và như vậy thì chúng tôi rất là mong muốn là một mặt là nhà nước sẽ bắt đầu có cái sự ghi nhận một cách chính thức và có những cái nghiên cứu cũng như là để mà từ đó có thể đưa ra những chính sách phù hợp. Trong khi đó thì bản thân những cái đơn vị, những cái doanh nghiệp và những cái đơn vị như CSIF, chúng tôi rất là mong muốn được làm việc cùng với nhà nước trong quá trình này. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn được hỗ trợ và cùng làm việc với cả các doanh nghiệp xã hội để họ có thể mạnh hơn nữa, để họ có thể chứng minh được cái sức mạnh của mình và cũng như vai trò của mình tốt hơn trong sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Vâng, để có thể đạt được cái mục tiêu đó thì có lẽ là cái việc tổ chức ra các cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ là một điều cực kỳ quan trọng. Dạ, vâng. Liên quan đến vấn đề này thì chúng ta cũng sẽ lật lại một cái cuộc hội thảo về các bên liên quan đến các doanh nghiệp xã hội đã được tổ chức tại Hà Nội gần đây. Và ở đây thì các chuyên gia cũng như là các doanh nhân cũng như là những người tâm huyết với cái phong trào doanh nghiệp xã hội trong nước và thế giới đã cùng ngồi lại với nhau và họ đã cùng bàn thảo về việc phát triển doanh nghiệp xã hội. Và qua đó thì cũng có không ít các ý kiến nhận định được đưa ra và chúng ta sẽ cùng tham khảo một số ý kiến này. Chia sẻ tại hội thảo, các chuyên gia một lần nữa nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp xã hội. Đại diện đến từ Hội đồng Anh dẫn chứng, 55.000 doanh nghiệp xã hội tại Vương quốc Anh hàng năm đóng góp tới 8,4 bảng cho GDP và tạo việc làm cho gần 500.000 người. Điều đáng chú ý là ở nhiều quốc gia như Anh, Thái Lan, Singapore, doanh nghiệp xã hội được chính phủ rất chú ý để hỗ trợ cả về chính sách và tài chính. Ở nhiều quốc gia như Anh, Singapore, Australia, chính phủ sẽ lập ra những quỹ thí điểm. Quỹ này sẽ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp xã hội. Ở Thái Lan cũng vậy, chính phủ cũng lập ra một quỹ kiểu này, nhưng ngoài mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, quỹ còn có mục đích thu hút đầu tư của khối tư nhân vào lĩnh vực doanh nghiệp xã hội. Cũng theo ông Sunit Shrestha, chính phủ có vai trò rất quan trọng cho việc thúc đẩy phong trào doanh nghiệp xã hội. Đó có thể là những hỗ trợ về tài chính, về khung pháp lý, hoặc có thể đơn giản chỉ là sự nhìn nhận đúng về doanh nghiệp xã hội. Đây cũng là điều mà nhiều doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam mong mỏi. Đầu tiên nhất là về cái bên phía cộng đồng của mình biết nhiều về cái hoạt động của doanh nghiệp xã hội, đấy là cái sự ủng hộ, và nhiều cái doanh nghiệp mở hơn nữa là có một cái sự khuyến khích cho bên chính phủ mình có một cái ưu đãi hơn và chính sách ưu đãi cho mấy cái hoạt động mà đang mục đích là vì phi lợi nhuận và vì xã hội, vì cộng đồng, thì đấy là một cái mà tôi hy vọng nó sẽ phát triển. Tôi cũng rất mong muốn rằng là vì cái người đã trải qua rồi, đã vượt qua tất cả những khó khăn về cơ sở vật chất, về con người, các thứ, về nhân lực, các thứ rồi, thì tôi cũng thấy rằng là nhà nước cần phải quan tâm, bởi vì chúng tôi tham gia vào những lĩnh vực mà nhà nước chưa thể làm được, hoặc là các cái cơ quan của nhà nước cũng chưa thể với tới được, thì chúng tôi giải quyết những vấn đề xã hội mà mang lại thay đổi cái chất lượng cuộc sống cho xã hội, thì rất cần cái sự hỗ trợ về chính sách toàn diện của nhà nước, thì chúng tôi sẽ phát triển được tốt hơn và sẽ làm đóng góp được rất nhiều cho xã hội. Vẫn biết chính sách khó có thể thay đổi ngày 1, ngày 2, thế nên dù có phần cảm thấy thiệt thòi so với những doanh nghiệp xã hội tại các quốc gia khác, doanh nghiệp xã hội Việt Nam vẫn kiên trì đi theo hướng của mình đã lựa chọn,
Điều quan trọng đối với họ là có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình và góp phần giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu như chúng ta chờ để đất nước chúng ta cũng có được những cái chính sách như vậy, thì tôi nghĩ rằng là các vấn đề xã hội nó sẽ càng ngày càng chồng chất. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là các vấn đề xã hội mà một đất nước đang còn rất nhiều nghèo khó như chúng ta, thì có rất nhiều các vấn đề chúng ta lại còn nhiều hơn họ. Cho nên tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tất cả những cái người mà có tinh thần đối với xã hội, có cái mong muốn là làm tốt đẹp cho xã hội, thì hãy cứ bắt đầu. Tôi nghĩ là cái quan trọng là có cái tầm nhìn và có cái sự quyết tâm, có một cái sự phi lý một tí để nghĩ ra một cái gì nó mới mẻ để cho nó đáp ứng được một cái yêu cầu của bên xã hội. Tại vì anh có một cái và biết cách để mình quảng bá nó, tại mình có thể một cái sản phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới, trên đời này mà không ai biết về nó nên nó cũng không phải là tuyệt vời nữa. Tôi tin là về cái sự một cái doanh nghiệp xã hội, một cái doanh nhân xã hội là phải có một cái sức thuyết phục mà để cho người khác, một cái cộng đồng nó họ đi theo cùng hướng với mình và nhiều người họ đi cùng hướng để họ xây dựng cái mô hình đấy. Khi mà mình đặt ra được một cái mục tiêu thì mình phải xây dựng được những cái chiến lược để phát triển cho cái doanh nghiệp của mình, và mình phải làm thế nào luôn luôn có cái sự học hỏi chia sẻ để mình có thể phát triển tốt hơn nữa cái mục tiêu mà mình đặt ra cho mình. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có lẽ một điều mà chúng ta nhận thấy rất rõ đó là các doanh nghiệp một mặt thì họ vẫn đang rất trông chờ được cái sự nhìn nhận của các chính sách nhà nước, nhưng một mặt khác thì họ cũng đang rất tự lập để cố gắng đứng trên đôi chân của mình. Và đó có phải là cái điều mà lớn nhất mà CCIP đã cảm nhận được rõ nhất sau 3 năm qua? Dạ vâng, đó cũng cái điều mà chị vừa mới trao đổi ấy. Đó cũng là cái điều mà chúng tôi mong muốn được gửi đến tất cả các anh các chị cũng như là các cơ quan có liên quan. Thì chúng doanh nghiệp xã hội không cần cái sự vinh danh cho chính bản thân cá nhân mình, nhưng chúng ta cần biết đến để mà chúng ta có thể có thêm nhiều cái đôi tay, nhiều thêm cái khối óc nữa để hỗ trợ cho tham gia cái hoạt động cái phong trào này. Chính vì vậy mà cái điều đề xuất nếu như có thể được thì cái điều rất đầu tiên của CCIP mong muốn đó là cái việc nâng cao cái nhận thức của cộng đồng, để cộng đồng biết, cộng đồng chung tay làm, cộng đồng chung nguồn lực với các doanh nhân xã hội, với các doanh nghiệp xã hội. Và cũng từ đó, từ cái sự hiểu biết của và nhận thức của cộng đồng như vậy mà chúng tôi mong muốn được có những nhà nước có cái sự nhìn nhận đúng đắn hơn và có những chính sách phù hợp đặc biệt hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội phát triển trong cái bối cảnh, đặc biệt trong cái bối cảnh đang khủng hoảng kinh tế và các vấn đề xã hội gia tăng như hiện nay. Cũng là một cái điều nữa mà chúng tôi rất mong muốn là các doanh nghiệp tư nhân cũng như là các thể chế, định chế tài chính chính thức và phi chính thức cũng xem xét nhìn nhận cái việc đầu tư cho doanh nghiệp xã hội là một cái sự đầu tư mà ở đó không phải chỉ mang lại cái lợi nhuận thông thường, mà đó là một cái sự đầu tư mà nó mang lại cái tác động xã hội vô cùng to lớn. Thì ở đây cái những cái việc như thế như vậy thì ở rất nhiều nước người ta đã tiến hành và nó đã tạo ra được một cái hệ sinh thái, một cái ở đó mà có rất nhiều những cái bên có liên quan cùng hỗ trợ, cùng tác động để mà phát triển cái phong trào doanh nghiệp xã hội ở trong nước. Và đó cũng chính là cái tầm nhìn và cái niềm hy vọng của trung tâm CCIP của chúng tôi trong thời gian tới ạ. Vâng, có thể là bà đang rất mong chờ và rất tin tưởng vào sự sớm phát triển của cái phong trào doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Vâng, tôi rất tin. Vâng, chúng ta sẽ cùng hy vọng như vậy và hy vọng là sẽ được gặp bà trong chương trình tiếp theo của chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn chị. Vâng, một lần nữa cảm ơn bà đã đến tham dự.